Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston. Sau đây là phần phóng sự cộng đồng của ngày tưởng niệm 30 tháng 4 đen sau 39 năm được diễn ra tại City Hall Boston vừa qua. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Chị Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay đúng là ngày 30 tháng 4 năm 2014. Chị Giang đang có mặt tại Boston City Hall để tường thuật lại lễ tưởng niệm 30 tháng 4 đen do cộng đồng người Việt tị nạn tại thành phố Boston cũng như tiểu bang Massachusetts tổ chức. Kính thưa quý vị, đây là ngày tưởng niệm những anh hùng chiến sĩ, những đồng bào đã hy sinh trên biển cả để tìm đường vượt biên. Và Trường Giang xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Nhưng lịch sử có giá trị. Bốn bành trướng Bắc Kinh định ỷ vào dân đông nước lớn, vũ khí tối tân hùng mạnh, to dập cùng bọn đầy tớ trung thành, bạo quyền Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam mà cưỡng chiếm. Tội ác này của thầy và tớ rồi sẽ bị nhân dân Việt Nam trừng trị đức đáng, không đường thoát thân. Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, hãy sớm tỉnh ngộ quay về cùng đất nước dân tộc. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng tha thứ nếu biết ăn năn hối cải. 90 triệu người trong nước, 3 triệu người hải ngoại phải đoàn kết cùng nhau đứng lên lấy lại từng phần đất thân yêu mà tổ tiên ta đã tốn bao nhiêu xương máu gìn giữ và xây dựng. Nhưng ngày nay Cộng sản Việt Nam bán nước đã dâng cống cho quan thầy Trung Cộng. Quốc hận 30 tháng 4 hôm nay, chúng ta người Việt hải ngoại hội tụ về đây trước tòa thị chính thành phố dự lễ thượng kỳ. Trên nền trời trong xanh, lá quốc kỳ thân yêu nền vàng ba sọc đỏ của chúng ta đang tung bay ngạo nghễ. Trong giây phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta phải tự hứa với lòng mình hy sinh dấn thân nhiều nữa cho đại cuộc, không vì quyền lợi cá nhân mà quên đi nỗi nhục mất nước. Đất nước dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu nếu chúng ta trong cũng như ngoài cứ mãi thờ ơ dửng dưng trước vận nước đảo điên, để mặc cho bọn bạo quyền Hà Nội thao túng bán rẻ giang sơn ngân vóc cho ngoại bang để đỡ đối vinh thân phỉ gia. Còn chúng ta vẫn mãi can thiệp cuộc sống lưu vong trong nỗi buồn mất nước, và 90 triệu dân trong nước phải làm thân châu ngựa kéo dài cuộc sống hầm. SBCN Boston ghi nhận thì buổi tưởng niệm được diễn ra hết sức long trọng với nghi thức chào cờ Mỹ, Việt, phút mặc niệm để tưởng nhớ các vị lính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để cứu nước, cũng như những người Việt yêu nước đã mất mạng trên biển Đông để tìm kiếm con đường tự do. Buổi lễ có phần tham dự rất đông đảo của dân biểu tiểu bang nói riêng và các cộng đồng người Việt chúng ta nói chung, với sự góp mặt của những người Việt yêu nước và căm hận chế độ độc tài Cộng sản. Mặc dù với thời tiết khá lạnh và mưa lớn, nhưng với tinh thần yêu nước và đấu tranh thì cộng đồng người Việt đã không ngại đứng giữa quảng trường của City Hall Boston với lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên tay để chứng minh lòng yêu nước của người Việt Cộng Hòa. Và đất nước của Việt Nam chúng ta đã rơi vào tay bọn Cộng sản vì những cái áp bức và bất công của chế độ Cộng sản mà chúng ta đã rời khỏi quê hương, và người dân Việt Nam của chúng ta lưu vong ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu này. Và cho dù chúng ta ở đâu, dù xa dù gần, thì chúng ta vẫn nhớ ngày này, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và hôm nay là ngày mà chúng ta đứng đây để chúng ta nói lên được chúng ta là ai và chúng ta đến từ đâu. Và lời đầu tiên thì con xin thay mặt cho tổ chức cộng đồng Việt Nam xin kính mời bác Lê Biên lên điều khiển phần chào cờ và phút mặc niệm. Xin kính mời bác. Các quân nhân, chào tay, chào. Oh!
sự trăn trở với đất nước và người dân Việt Nam, chị đã có mặt ở đây ngày hôm nay, cũng như là chị là người đã đứng ra đảm trách làm trưởng ban tổ chức cho buổi lễ tưởng niệm vào ngày hôm nay. Và bây giờ con xin kính mời cô Thái Kim Loan lên để phát biểu buổi khai mạc. Quý cơ quan, hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, quý cựu quân nhân, cán chính, quý đồng hương tị nạn cộng sản và quý anh em sinh viên học sinh. Kính thưa quý vị, mỗi năm mùa xuân về gợi chúng ta nhớ lại biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975. 39 năm trôi qua, người Việt Nam tị nạn vẫn không quên ngày quốc hận, ngày đau thương nhất của dân tộc nói chung và của miền Nam Việt Nam nói riêng. Và với nỗi đau mất nước đó, mỗi năm hàng ngàn đồng hương tị nạn khắp nơi hợp lại tổ chức tưởng niệm để tri ân quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tổ quốc, cũng như hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do, đồng thời nhắc nhở nhau quê hương vẫn còn đang cai trị bởi bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Hơn 80 triệu đồng bào trong nước còn đang sống không có tự do, mất cả quyền làm người. Làm sao phải cứu đất nước khỏi họa xâm lăng? Làm sao cứu đồng bào khỏi cảnh bị bóc lột, đàn áp? Làm sao để người dân thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền? Cố Tổng thống Reagan đã nói, ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là cái tang của người Việt Nam, mà còn có thể nói là cái tang chung của nhân loại. Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần và không phải chỉ là rút quân về nhà là xong, bởi vì cái giá trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh ra và trưởng thành tại Việt Nam về sau. Như lịch sử đã chứng minh, chính nghĩa bao giờ cũng thắng, không có vũ khí nào mạnh hơn sức mạnh đoàn kết dân tộc. Chỉ có sức mạnh đoàn kết dân tộc, chúng ta mới có khả năng bảo vệ được chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam. Chỉ có sức mạnh đoàn kết dân tộc, chúng ta mới có khả năng vượt lên những hệ lụy quá khứ để hướng về tương lai tươi sáng cho đời đời con cháu mai sau. Và chỉ có sức mạnh đoàn kết dân tộc, chúng ta mới có khả năng phục hồi sự kính trọng Việt Nam trong lân quốc cũng như trong ban giao quốc tế. Xin các ông bà, các bác, các cô chú cho cháu nói tiếng Anh với mấy bạn trẻ. The Vietnamese American experience differs from the groups that have settled in Boston in one major way. Most of us arrived as political refugees after we lost our country. What we do have in common, though, is that we gained a country and we were given the same opportunities that this country and this city have given those who came before us. In the past 39 years, the Vietnamese American community here has taken root, has grown, and has become an integral part of Boston. And it is now our turn, as Vietnamese American millennials, to define the contributions of our generation. Like many other millennials, we are eager to take a stand, whether it may be for the preservation of the environment. Cái ngày này là cái ngày là buồn nhất cho dân Việt Nam mình. Thì tôi là chính tôi cũng là mất mát nhà cửa, tài sản, rồi nhà tôi là chồng tôi là không quân, không quân trường, mà mình không ngờ đó là mình đi ra thăm ông bà già rồi về là mất nhà không được vào nữa, tài sản mất hết thì cũng mất hết. Rồi ông xã thì vượt biên qua đây bảo lãnh mẹ với bốn con qua đây. Bây giờ nhờ qua Mỹ mà mấy đứa con tôi học đại học ra trường mà làm business đồ ngon lành, mà tôi thì bây giờ ăn là cứ đi chùa để mà tụng kinh đám ma và để mà có phước đức tìm cái phước báo rồi cầu cho nước Việt Nam mình sớm được khỏi cái chế độ của cộng sản. Của chúng ta thì ngày nào cũng là một cái ngày đau buồn, cũng là một cái ngày tan tóc cho đất nước, và họ đã không ngừng tranh đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Và những người còn lại ở những cái thế hệ 70-80 vẫn tiếp tục chiến đấu. Đối với chúng tôi, đối với Liên minh Dân chủ Việt Nam, thì bao lâu
mà còn cộng sản cai trị, thì ngày đó là vẫn là một cái ngày đau buồn cho quê hương đất nước, từng ngày từng giờ từng phút, cho thấy cái hơi thở cuối cùng của họ. Kính thưa quý vị, chúng ta đã phải trải qua rất là nhiều cái thử thách, nhưng chúng ta không hề bỏ cuộc, chúng ta không hề đầu hàng, chúng ta không hề tháo chạy. Cũng nhờ cái sự tranh đấu đó, cái sự quyết tâm đó, mà ngày nay ông trời cũng không phụ cái sự quyết tâm, cái lòng tốt của chúng ta, và mở ra những cái cơ hội tốt. Chúng ta gặp những thử thách, tuy nhiên chúng ta cũng... SPTN, Linh thì là một đảng viên của Việt Tân. Linh vào Việt Tân là tại vì lúc nghe tin về trong lúc nghe tin ở trong nước Việt Nam đó, thấy rất là tệ, nhiều người bạn trẻ. One of the reasons I joined Việt Tân is that seeing the news coming from the country, I see that the Vietnamese people deserve better than that. They deserve freedom of expression, freedom of speech, the right to congregate and fight for the things that they believe in. And so things that we get to do here as Americans, as Vietnamese Americans. And so I thought about what can I do so that I can sort of help in my own small way to bring freedom and democracy, promote freedom and democracy in Vietnam. And I found that through Việt Tân, where I found many like-minded young people like myself, who have a sense of responsibility for the rest of the country. How much you know about the April 30th from your parents, your friends? My parents came here when they were in 84. And so they went through the fall of Saigon. They lived through the decades right after when the communists took over. And they told me about the really extremely poor condition. My dad went through re-education camp for 7 years. And they worked him hard. They just treated him as if he was an enemy, even though he was a Vietnamese patriot. Và rất là cảm phục đồng bào tại Massachusetts rất là nhiều. Quý vị hãy vỗ tay để ca ngợi sự đấu tranh của quý vị và thành đạt ngày hôm nay được một cái resolution từ cái governor không phải dễ. Thành ra tôi cúi đầu để cảm phục quý vị. Well, it is not easy to get the governor passed the resolution, and thank you so much. And I really appreciate and admire all the Vietnamese community in Massachusetts, non-stop struggling against the communism. All right. 439 years ago, on April 19, the year of và tôi đến đây để tham gia cùng với đồng bào tại Boston cũng như Dorchester hay là những cái vùng phụ cận khác. Đây là một niềm vinh dự và một cái sự ấm lòng cho tôi vô cùng, và tôi luôn luôn tôn trọng cái ngày 30 tháng 4 coi như đó là ngày đau thương. Như anh Bình vừa nói là ngày quốc hận, tôi nghĩ rằng đây là một ngày đau thương trải dài từ miền Bắc vào miền Nam, chứ không phải là chỉ có miền Nam mình bị không, bằng cớ rằng chính quyền của Việt Cộng hiện thời bây giờ cũng áp đảo những cái điều khó khăn và lấy đất hoặc là đàn áp đồng bào từ Bắc vào Nam luôn, chứ không phải là chỉ có miền Nam không. Thì cái điều này những người dân ở ngoài Bắc á, phải đứng vào ở trong cái chuyện mà đồng bào tại Boston để người Việt Nam ở tại đây ca ngợi một cái nghị quyết của thống đốc ở đây đã nhìn nhận cái cộng đồng người Việt Nam ở tại đây lấy ngày quốc hận.
thì quý giá vô cùng, và tôi chưa có nghe thấy ở những cái tiểu bang khác được một cái nghị quyết do nơi thống đốc đã thông qua cái nghị quyết này, thì đây là một cái thành quả quá lớn và xứng đáng và danh dự cho cộng đồng người Việt Nam tại Boston. Thưa quý vị, đó là hình ảnh của ngày tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 của cộng đồng người Việt tại Boston. Và cũng cùng ngày, cộng đồng đã có mặt tại đài tưởng niệm Việt Mỹ tại Dorchester để thắp lên nén nhang lòng cho các vị lính Cộng hòa đã hy sinh trong ngày 30 tháng 4 của 39 năm qua. Mời quý vị theo dõi phần phóng sự được phát sóng vào thứ Ba ngày 6 tháng 5 sắp tới vào lúc 7 giờ chiều địa phương. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SDPN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả những chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sdpnboston.com. Minh Phương và Phương Chi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình SDPN Boston kỳ tới. Randolph Pharmacy, nhà thuốc Tây tọa lạc tại 1187 North Main Street trong vùng Randolph, cùng chỗ với chợ Lucky cũ, bán và hướng dẫn dùng thuốc toa theo bác sĩ do dược sĩ người Việt Nam phụ trách, trực tiếp nói tiếng Việt với quý vị, ân cần phục vụ tận tâm, giao thuốc tận nhà miễn phí, có bán đầy đủ các sản phẩm của công ty OTC như thuốc bổ, thuốc cảm, nhức mỏi, đau bao tử, v.v. và dụng cụ y khoa không cần toa bác sĩ. Mọi chi tiết xin liên lạc dược sĩ Triết, số điện thoại 781-885-1181. Chủ nhân trân trọng kính mời. Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân, nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam.